Mở ra mất Zin app, không cho mở ra. Anh mua máy thì anh mua, anh không được mở bên trong kiểm tra. Thì em thấy có nhiều anh em hiện giờ á đang rất quan tâm cái dòng 14 Pro Max này. Tại vì bây giờ nó ngon hơn 15 lớp mà nó còn rẻ hơn 15 lớp. Vỏ thép nó còn cao cấp, định vị phân khúc cao cấp hơn vỏ nhôm, phần cứng bên trong lại hơn. Thì em thấy anh em đang mua 14 Pro Max khá là nhiều. Mà nhiều anh em thì hay bị dính một cái là đi mua chỗ nào á mà người ta không cho mở, người ta không cho kiểm tra, người ta nói thích thì mua kiểu như thế. Trong khi mình là khách hàng, em nhớ nha, nếu mà toàn bộ khách hàng đều nói cho mở, cho xem, có cam kết không thì tặng máy hay không thì tao mua, thì tự nhiên thị trường sẽ khác. Nên nhớ nha, khách hàng là người quyết định thị trường mà. Thì em thấy là nếu mà anh em không được mở kiểm tra thì nó là một cái rủi ro, nhưng mà vẫn có cách xem, vẫn cách xem nhìn bên ngoài thôi là biết cái máy nó có zin hay không, tỷ lệ nó cũng phải trên 90%, 90 95%. Thì em sẽ chỉ cho anh em nè, anh em phải chia ra làm hai loại hàng nha. Hai loại, thứ nhất là cái máy mã VN, thứ hai là cái máy mã xách tay nha. Nếu mà anh em mua máy, anh em có điều kiện á, bây giờ cái dòng này hot lắm, anh em có điều kiện anh em mua được cái hàng mà new 100% chưa kích new seal á, full box á, thì em thấy là có tỷ lệ dựng nhưng mà nó cực kỳ thấp. Ví dụ anh em khui seal ra anh em thấy à, ôi trời máy mất nguồn rồi, ấy da máy pin phù tồn kho, máy pin phù, ấy da màn hình sao nó bị sọc bị hư rồi, vân vân, thì tỷ lệ mà máy new seal chưa kích mà bị lỗi nó có, nhưng mà nó cực kỳ hiếm. Anh em đừng lấy một cái chuyện nhỏ mà vẽ lên bức tranh lớn, hay là nói à tao đi ngoài đường là phải bị quẹt xe, không có. Anh em tính tỷ lệ nó rất là nhỏ, tỷ lệ nó nhỏ lắm. Máy new seal nó có máy dựng nhưng mà tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng mà nếu mà anh em đã mua cái máy cũ rồi thì anh em phải chấp nhận đánh đổi. Máy cũ chấp nhận đánh đổi, tỷ lệ lỗi nó sẽ cao hơn là cái máy new seal nha. Như vậy dựng sẽ cao hơn. Thì nếu mà anh em mua nè, chia hai loại rồi nha. Cái máy VN còn bảo hành hãng, anh em lưu ý nha. Máy VN còn bảo hành hãng Apple của mắt. Hình thức đẹp keng, không vào nước. Ốc đít chưa có dấu hiệu dặn ngược ron, dặn ngược ra để mà vặn cái ốc ra. Thì giống như là người ta thay ốc mới cũng được thôi, nhưng mà đối với em là à mình coi những cái chi tiết nhỏ nhặt nhất như Conan vậy mà. Nên em thấy nếu mà cái máy đó đạt đủ những tiêu chí như trên, mở khay sim ra coi giấy quỳ không thấy là nó bị đổi màu, anh em kê mỏ vào, anh em múc để kê cái mỏ sát hai cái khóe miệng mình vào để tạo cái áp lực lên cái thân máy á, xong mình kê mỏ mình múc á, đừng có thổi nha, thì anh em thấy màn hình nó lõm xuống nó có áp suất á, thì em thấy tỷ lệ máy zin khá là cao. Ok, có thể anh em xuống tiền được, vì nếu mà máy nó vô nước, máy nó cứng móp, máy nó vỡ bị lỗi thì anh đi bảo hành Apple rồi, anh em hình dung không, chứ người ta đi sửa là cái gì, máy mã VN mà. Ok, cái loại thứ hai là loại xách tay. Ôi trời ơi, cái loại xách tay này thôi khỏi nói luôn. Xách tay á, thì anh em thấy nếu mà nó còn tem Trung á, còn tem bên Trung Quốc hay là tem bên Hồng Kông, tem Thẩm Quyến hay là tem bên đầu Việt Nam giao lại á, thì cái tem đó dễ nhận biết lắm, nó sẽ bao trùm từ màn hình so cho tới kính lưng nè, nó dán siêu, dán vẹo, dán tùm lum tà la hướng đó, tem nước ngoài á. Thì em thấy là nếu mà có cái tem nó xuất hiện trên máy của anh em thì có nghĩa là đầu hàng chưa, cửa hàng chưa mở ra kiểm tra bên trong. Em nhớ nha, cửa hàng chưa kiểm tra bên trong và đã bán cho anh em có nghĩa là đã test chức năng, chỉ test chức năng thôi. Còn những cái máy new seal 100%, máy new 100% chưa kích á, thì dán tem là đem chung thì bình thường thôi. Đối với em là nó rất là bình thường, vì hàng chưa kích mà nhiều lúc họ cũng đâu có mở đi để giữ cái áp zin như ý anh em muốn. Ok nha, trước khi nó là tài sản của anh em thì nó là tài sản của em, thành ra nhập về anh nói rồi, đầu hàng giao cho mình không bao zin trọn đời đâu, họ bán là bán xong là bán rồi thôi, chứ rẻ là bao zin cho anh em. Anh em về anh em thay pin, anh em sửa chữa, anh em làm gì vô nói à tao mày bao zin cho tao à, điên à. Anh em lời là lời cái gì, mình lời là lời cái gói bảo hành, cái công test, cái kinh nghiệm, cái khả năng làm việc của mình bán mình kiếm chênh lệch giữa dầu vào với ra, mình kiếm chênh lệch lợi nhuận. Còn nếu mà đầu hàng nó bao mình cả máy zin luôn rồi thôi, nó đi bán lẻ bà cho rồi, anh em đúng không? Thật ra nếu máy xách tay á, anh em không được mở thì em nghĩ cũng y chang như thế thôi. Thứ nhất anh em coi hình thức bên ngoài, thứ hai anh em coi cái máy nó còn bảo hành hay không, nếu máy 1978 thì sẽ cắt bảo hành hãng, thì ok anh em sẽ coi tiếp là cái máy có zin hay không. Thứ nhất hiện giờ nếu mà không được mở bên trong nha, nói mở bên trong là cái an toàn nha, không được mở bên trong nha, thì anh em chịu khó anh em vào cài đặt, anh em coi nó có báo linh kiện không xác định bất kỳ dòng nào hay không. Trên dòng 14 Pro Max á, một trong ba cái camera bị hư nó cũng sẽ báo linh kiện không xác định. Còn ví dụ mà cái camera trước này nè nó bị hư, cái Face ID nó có thể sẽ báo là camera True Depth,
camera True Depth nha, lỗi camera True Depth không xác định. Hoặc là nếu mặt lưng này, kính lưng này bị thay. Đây, kính lưng nó ví dụ nó zin nó nằm ở dưới chui với kính camera đúng không? Nè, nó sát đèn flash thế này nè, đó lỗ mic nó bo đẹp thế này nè. Đó, viền kính lưng không cao không thấp nó đẹp liền mặt thế này. Nhớ nha, kính lưng nó nằm dưới kính cam là kính zin. Ok, nó chỉ vậy thôi, nói đơn giản vậy thôi. Thì nếu mà linh kiện mặt sau nó không báo, màn hình không báo linh kiện xác định, thì màn hình dùng đũa ra mắt bị sọc, bị xanh gì đó, thì khi mà ví dụ người ta mà thay cái màn khác vào, người ta có thể chỉnh là true tone, người ta sàn chip là nó vẫn báo là không báo gì hết. Nên hiện giờ là coi nó thiệt, coi cài đặt mà không có bên trong nó cực kỳ khó nhận biết, đúng không? Thì ra ok, mình coi thứ nhất mình coi cái kính có zin hay không, có bị hở ron hay không. Cái ron nhựa này nè, cái ron nhựa này nè, với lại cái kính này nó còn liền mặt với nhau đó. Anh em nhìn coi kính zin á, cái nước kính zin nó có một cái lớp phủ olefobic á, nó có lớp phủ á, anh em lau qua cái này nó sạch, nó sạch bóng thế này, nó sạch cực kỳ đẹp như thế này. Và anh em coi cái mức độ hoàn thiện của cái kính á, nó không có bị bo cong, bo múp, bị rời rạc so với lại cái ron. Ok, nó sát nó, nhưng mà nó liền mặt so với cái sườn vỏ. Thì cái màn hình nó kính nó chưa ép, màu sắc của nó không bị đổi màu nha, đưa trước đèn gì nè, nó chưa đèn gì nó không bị kiểu như là nó bị biến đổi hình dạng á, đó thì nó không đều, kính nó không đều á, thì kính nó kính zin á thì ok, khả năng nó không ép cảm hay là nó không có thay màn hình khác cho anh em vân vân, nó cao. Thì nếu mà sắp tay anh em không được mở bên trong thì em nghĩ là anh em nên coi cực kỳ kỹ hình thức, cực kỳ kỹ hình thức cho em nha. Máy phải đẹp ken, ốc chưa vặn, vì nó thay ốc mới rồi em cũng chịu thôi, vậy muốn thu thay ốc mới thì chịu thôi. Ốc chưa vặn, kính lưng nằm dưới mắt camera, ok nha, kính lưng nằm dưới cái viền camera, ok. Cái thứ ba là cái kính á, là nó đẹp ken, nó là zin nguyên bản, nó không có bị hở ron, nó bị bo múp, nó bị thay đổi màu sắc, thay đổi hình dạng khi đưa đèn xuống này, nó không bị thay đổi hình dạng. Ok, trong cài đặt không báo linh kiện nào hết, là chưa, nói chung là không linh kiện không xác định á. Ok, và hình thức nó phải tương đương với lại cái phần trăm pin, có nghĩa là anh em sạc 400 lần chẳng hạn thì ít nhất chân sạc nó phải trầy trầy xước xước, cái mã phải xuống 200-300 lần cũng thế, chứ không phải là máy này pin sàn cổ sạc không lần pin 100% mở vỏ củ xì. Em hiểu không? Mình phải gọi là phương án loại suy, có nghĩa là cái máy cái phải tương đương với lại cái cài đặt nó báo ra. Tao cắm tao thấy cài đặt nó báo là 300 lần sạc pin 100%, hay là pin 98%, hay là pin 8X vân vân, thì cái hình thức của nó phải tương đương với số chu kỳ sạc nha, chứ không phải là anh em thấy là cái vỏ nó mới tin, ủa vậy mà tại sao nó sạc quá trời lần, chân sạc không một vết trầy, đó là vô lý. Thì anh em cái máy này có thể thay vỏ rồi, sạc chân sạc rồi, còn áp thì chắc áp dán lại. Thì em nói rồi, nhanh nhất vẫn là mở ra bên trong như vậy. Anh em coi linh kiện nó có sạch sẽ hay không, coi những cái dấu hiệu nó lên clip em nói rồi, men nó chưa trẻ hay không, cái siêu pin của nó nè còn nguyên hay không, đó siêu men rồi vân vân. Nói chung là anh em mở bên trong mà lẹ nhất, em nói thiệt, mở bên trong mà lẹ nhất. Còn kêu mà nhìn bên ngoài là có biết zin hay không, tỷ lệ zin phải coi loại suy từ cả phần mềm với lại phần cứng, rồi ngồi dò xét rồi check mất phí, rồi coi blacklist hay không, rồi mua nhà mạng hay là mua lock link code, rồi tùm 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 lum la hết. Cứ bên trong cho em, mở bên trong là lẹ nhất nha, hai phạm trù nha. Máy VN thì nó dễ hơn, còn máy sắp tay thì nếu mà không cho bung, không cho xem bên trong, thì em nghĩ là anh em có nghĩ có thể là mình đừng nên mua nha. Em nghĩ là đừng nên mua nếu mà máy sắp tay mà cửa hàng không có cam kết á, là không tin tặng máy, là bảo hành dài, là chính sách thu lại tốt á. Ví dụ họ cam kết không tin tặng máy, nhưng mà cái chính sách thu lại của họ thu lại rẻ quá, ví dụ 70% hay 80%, thì cái giá trị máy của mình nó sẽ không tương xứng. Người bán xong rồi anh em thu lại, anh em lỗ cũng 4-5 triệu, 5-6 triệu rồi, thì em thấy là nên mở ra kiểm tra coi bên trong. Thế thôi, chốt hiện giờ cái dòng 14 rồi mắt này là cái dòng bán cực kỳ chạy, em thấy là nó ngon, nó rất là ngon, bán cực kỳ chạy. Thật ra khách mua bên ngoài em thấy có hiện giờ đang có hai cái trường hợp bị dính dựng nhiều nhất á, là máy nó bị thay màn hình rồi, nó sàn lại cái chip đó, xong mà chạy lại dùng bóc chạy lại có chu to bình thường. Cái thứ hai là máy đã bị sàn pin hay cổ pin, là em thấy hai đó bị nhiều nhất. Thế thôi, còn nếu được thì đang mua kiểm tra bên trong là xong nha. 14 rồi mắt hiện giờ em đang bán máy new siêu trần, new trần chưa kích hoạt, cái tầm khoảng 23.9 triệu, cao chỗ khác tầm khoảng 400-500 ngàn, bảo hành cho anh em 1 năm, rồi một tất cả lỗ phần cứng,
Sau này khi anh em lên đời, anh em sẽ được thu bằng 100% giá bán lẻ duy nhất Việt Nam đang làm thôi. Phí sáng hoành chỉ có 500k thôi. Em nói thiệt nha, máy ngoài em thu 90%, máy hoàng kim thu 100% cộng 500 ngàn. Nếu mà em có lời, nói thiệt luôn á, anh em xài cả năm á, anh em trả cho em á, mà nếu anh em lấy giấy bút này em tính á, mà có lời đồng nào á, em chịu gì cũng chịu. Rồi, thế nha.